đau thương sâu tận trong lòng này, hơn thua làm chi đâu, cho thêm hơn ghen thôi. Quên đi ngày xưa kia, quên đi dĩ vãng đó. Nếu như ngày xưa ấy ta không lầm lỗi, chắc gì ngày hôm nay hạnh phúc mỉm cười. Nhiều năm qua đã cố quên em, mà lòng này càng thêm thương nhớ. Nếu như ngày xưa kia không nói yêu em, chắc bây giờ hạnh phúc cũng đã nở làng. Cuộc đời ta đâu có bao năm, người yêu ơi, anh yêu em. Tôi nghe đây. Tôi có thể nói chuyện với anh lúc này được không? Tôi đang nghe. Kết quả của anh đã có. Phim MRI cho thấy não trái của anh có khối u. Anh nên trở lại bệnh viện vào sáng mai để tôi có thể trao đổi với anh kỹ hơn. Alo. 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 Alo, anh nghe nè. Anh về tới đâu rồi? Anh vừa qua cầu Bến Tre. Vậy là sắp tới rồi, để em ra đón anh nha. Thôi, em ở nhà nấu nướng đi. Má anh đâu rồi? Bác đang đứng trước bàn thờ thắp nhang. Bác đứng lâu lắm rồi, mẹ em không dám đến gần. Vì thấy bác trầm tư quá à. Em yên tâm đi,
Gần đến nhà rồi, anh cấp máy đi. Dạ. Con là đứa con bất hiếu nên đã chọn kẻ sát nhân làm chồng. Con đã mù quáng nên làm hại đến ba. Con không bao giờ quên được mối thù này. Có chết con cũng không bao giờ tha thứ cho kẻ thủ ác đã nhẫn tâm xuống tay sát hại ba. Hắn đã không nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng thì con cũng chức tình đoạn nghĩa. Con mong đến ngày chứng kiến khác đời mãi thê thảm như thế nào. Được rồi, anh ghé nha. Khi buộc đứng giữa để lựa chọn, anh Tùng sẽ chọn tôi. Không tin chứ gì? Cứ thử đi, hãy ảnh xem. Ba xảy ra chuyện rồi. Ta sẽ đi mẹ với mày. Chị Sáu, bình tĩnh lại. Chị Sáu, con mặt. Má, bác ơi. Má có sao không má? Má, bác sao vậy má? Má, bác ơi. Má có sao không má? Má ơi, má đừng làm cô sợ mà má. Má, bác ơi, bình tĩnh lại đi bác. Má, bình tĩnh lên má. Má, má, bình tĩnh lại. Anh Sáu bị tụi nó sát hại rồi. Nếu mẹ con mình hệ gì, con hãy thay ba mẹ chăm sóc cho em con. Con có muốn trả thù cho cha mẹ con không? Dạ. Con nghe rõ đây. Người giết cha mẹ con tên là Tùng. Con là Lâm Minh, con trai của ba mẹ đây. Con đã quay về đúng ngày giỗ của ba mẹ. Con hứa năm sau đúng ngày này, con sẽ tìm em gái và dắt nó lên đây để thắp nhang cho ba mẹ. Còn mối thù năm xưa, đã đến lúc con phải truy tìm kẻ sát nhân để hỏi tội.
cha của con. Má! Chú à, con đây. Có chuyện gì mà nghe giọng nói con không ổn vậy? Con lại gặp ác mộng nữa rồi. Từ ngày con về Việt Nam tới giờ, con không sao ngủ được. Vì cứ bị ám ảnh chuyện của quá khứ. Mọi việc cứ như là mới xảy ra vậy đó. Con không thể quên hình ảnh mẹ của con nằm sống xoài trên vũng máu. Chết mà con mắt cứ mở trừng trừng uất ức. Tấm ảnh trên bàn thờ cứ nhìn con như hối thúc con phải trả thù. Rồi gương mặt ác quỷ lạnh lùng của lão hiện ra, như là thách thức con vậy. Ta hiểu tâm trạng của con hiện giờ. Bao nhiêu năm nuốt hận nén hận, bây giờ chỉ chờ con ngày quay về để trả mối thù này. Con có biết tại sao bấy lâu nay chú không hề nói cho con biết tông tích của kẻ thù và không cho con quay về Việt Nam không? Vì chưa đến thời điểm chín muồi, đúng không chú? Chính xác là con chưa đủ sức để gặp kẻ thù. Trả thù không chỉ bằng lòng căm hờn và sự quyết tâm, mà còn phải có thực lực nữa. Phải đủ thông minh để có thể quật ngã kẻ thù, sao cho hắn không kịp trở tay. Bấy lâu nay chú cho con ăn học thành tài, làm gì kẻ thù của con đã trở thành một kẻ có thế lực, có tiền tài, tiền hô hậu ủng. Ta không thể nào chủ quan khinh suất được. Muốn tiếp cận và hạ gục hắn phải bài mưu tính kế thật kỹ lưỡng, chứ không thể nào hành xử theo kiểu như Võ Biền, thô lỗ lắm. Về kẻ thù, ở đâu chú có biết không? Đang làm gì? Chú nói rõ đi, cho con biết đi. Hiện nay đối phó với lão ta không dễ chút nào. Con đừng có manh động, kẻo thù trả không được, mà uổng công kỳ vọng của ta và ba mẹ con nữa. Nhưng mà chú đã nói đây là lúc con nên quay về để trả thù và tính sổ mà. Và đó là những gì hắn đã mắc nợ gia đình của con. Tại sao chú cứ loanh quanh úp mở vậy? Chú đã có một kế hoạch từ lâu cho chuyến quay về lần này. Tuần sau ta sẽ quay về Việt Nam. Lúc đó con sẽ biết được kẻ thù con đã ở đâu. Thank you.
Hiện giờ em đang ở đâu? Không lẽ suốt cuộc đời này em lẩn tránh anh mãi sao? Còn đứa con trai, nó cần biết cha nó là ai chứ. Em hãy quay về đi, hãy quay về với anh đi, quay về với anh đi Dung à. Mỗi năm cứ đến ngày giỗ ngoại là má như lên cơn. Nhìn má dằn vặt đau đớn, anh thấy sốt ruột lắm. Mà anh không biết phải làm gì ngoài việc ôm má để trấn an. Chắc là có một chuyện gì đó lớn lắm đã xảy ra vào ngày này, nên bác không thể nào quên. Anh cũng không biết nữa, vì đâu dám hỏi. Chỉ nghe loáng thoáng má nhắc đến ba và ông ngoại chứ dễ cay đắng lắm. Nhiều khi anh muốn lợi lúc má bình tĩnh để hỏi, nhưng mà cứ nhắc đến ba là má anh lại gạt phăng đi và nói là ba anh đã chết. Tội nghiệp bác quá à. Nếu anh không về kịp, em cũng không biết xử trí ra sao nữa. Không sao đâu, qua hết ngày hôm nay thì má anh sẽ ổn lại mà. Dạ. Mà công việc anh trên đó thế nào rồi? Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha. Bao giờ em cũng nhắc anh câu này hết trơn á. Nếu mà lo cho anh á thì lên trên đó chăm sóc cho anh đi. Lên trên đó canh chừng anh thì có. Em sợ anh bị bắt cóc hả? Thấy không, nói vậy là biết không tin tưởng chồng chút xíu nữa hết rồi. Chồng nào? Cưới người ta hồi nào mà dám xưng là chồng hả? Cuối năm đám cưới không gọi là vợ chồng chứ gọi là gì nữa. Thì đến lúc đó đi rồi tính, bây giờ thì chưa tính. Hay quá ha. Mai mốt mà cưới về hả, anh đề số trán cho biết luôn đó nghe. Vậy thôi không cưới nữa đâu, ở vậy cho khỏi ai ăn hiếp. Hay quá, hay quá nè. Anh mong sớm ổn định công việc để rước má và em lên sống chung. Chuyện này không có dễ đâu. Anh biết, anh cũng có gợi ý mấy lần, nhưng mà má của anh gạt đi, dứt khoát không chịu. Bác nói là ghét sống ở thành phố, nơi đó ồn ào mà lòng người phức tạp lắm. Chắc má anh có thành kiến gì đó, chứ anh thấy Sài Gòn cũng dễ sống lắm mà. Dễ phát huy khả năng của mình và tìm cho mình một cơ hội tốt. Anh cũng tin một điều là đất cũ đãi người mới. Ý của em sao? Anh ở đâu thì em ở đó. Hey, nghe mát ruột ghê gì đó. Chắc phải cưới liền tay quá.
chưa gì á mà thấy anh nôn quá vậy? Từ từ rồi cháu cũng nhừ mà. Nếu chứ đêm qua em ngủ á cũng mơ mộng lung tung lắm. Thấy anh dắt em lên Sài Gòn nè, phố xá thì đông người qua lại, em sợ lắm nên em nắm chặt tay anh vậy nè. Em sợ lạc mất anh. Kinh doanh quý đầu năm của bộ phận vận chuyển hàng hóa Bắc Trung Nam có khả quan hơn so với lại cùng kỳ năm ngoái, đạt chỉ tiêu công ty đưa ra và đã vượt mức 5% doanh thu. So với tình hình xăng dầu tăng giá hiện nay thì đây cũng là sự nỗ lực rất lớn của tập thể nhân viên và của ban lãnh đạo công ty. Tôi cũng cần nói thêm về một số trạm trung chuyển miền Trung, kiến nghị cần cải tạo và nâng cấp để hoàn thiện hơn và nâng cao dịch vụ. Chúng ta cũng có mời các công ty thiết kế phát họa và lên bản vẽ để trình lên ban giám đốc xét duyệt kèm theo kinh phí cải tạo. Còn vấn đề khiếu nại và thất thoát hàng hóa của khách hàng cũng đã giảm hẳn đi 20%. Còn về dịch vụ dọn kho chuyển văn phòng thì kiến nghị với ban giám đốc đề nghị tăng cường thêm 10 chiếc 1,5 tấn để điều hành lưu lượng và kịp với tiến độ giao nhận. Bộ phận tài xế và nhân sự cũng có thay đổi nhiều vì lý do sức khỏe và độ tuổi. Thôi, cuộc họp cứ tiếp tục. Nguyệt, cô thay ba chủ trì cuộc họp này. Cười quá Trúc, cười luôn, cười khí thế Trúc luôn. Ơi, Trúc ơi, Trúc, bà Dung bà xỉu rồi kìa, bà về bà có bà sao kìa? Trời ơi, vậy này, cô bà có sao không? Gì vậy ta? Biết bà có sao? Ủa, chuyện gì vậy? Trời ơi, bà làm cái gì bà xỉu dữ vậy ta? Thôi, làm việc đi, chuyện của người ta mà. Trời ơi, tôi thấy tội nghiệp bà Dung quá. Bác nằm xuống nghỉ đi bác. Gì Út? Trời ơi, mà để cho tao kiếm con Trúc coi. Bác, mày làm gì vậy? Bác, Trúc đâu? Trúc. Bác. Trúc đang làm việc. Hôm nay con muốn nói chuyện với bác như là hai người đàn ông. Trời ơi, tao với mày có chuyện đâu nói. Con yêu cầu bác mai mốt đừng làm phiền Trúc nữa. Trời, mà vô duyên mày. Cha con tao là làm chuyện mất mới chứ sao mày. Và tại vì mỗi lần mà bác nhậu xỉn lên á, bác tới đây bác tìm Trúc, rồi bác la lối, bác đội này, bác đội kia. Con thấy Trúc buồn lắm. Mà mỗi lần Trúc buồn á, con không có vui. Mà mỗi lần Trúc buồn vậy á, Trúc làm việc lơ là lắm. Nhưng mà thằng kia, mày đừng nói với tao là mày thương con Trúc nha mày. Mày nghĩ làm sao vậy? Bích cửa rồi con. Mày nhìn lại cơ mặt mày đi, làm sao mày so sánh với thằng Hiệp, thằng con rể của tao bây giờ? Nó vừa đẹp trai, nó học giỏi, mà nó học ở Sài Gòn, lâu lâu về thăm mua cho tao. Nhưng mà dù quà đó tao không thích. Đâu phải như mày. Mày ngu như con bò. Mày úi mày mập lù như vậy. Mày đưa mày nói như vậy, mày thương con tao làm cái gì hả? Bác để dành mày uống rượu tiếp nha bác. Nhiều à? Dành nửa triệu. Trời ơi, tại sao tao không phát hiện mày sớm? Con mới đúng là một đàn con rể tốt, con quá tốt. Tại sao bác không chịu phát hiện? Con sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt, một người con rể tốt. Rất tốt mà. Thôi, bác đi uống rượu với Út. Đúng rồi, bác quên nói một điều với con nữa. Dạ. Bác sẽ hứa với con, từ giờ trở đi không làm phiền con Trúc nữa. Dạ, con cảm ơn bác. Nhưng bác phải làm phiền con dịch dài không? Dạ, đúng rồi, bác làm phiền con nha.
Kích thước 3x4 nằm bên đảo trái. Rất may đó là vị trí có thể phẫu thuật được. Trong trường hợp cầm hổ thành công thì di chứng sau đó có thể là gì? Kinh nghiệm của tôi cho thấy một số trường hợp sau ca mổ não, bệnh nhân phải sống đời sống thực vật, tỷ lệ khoảng 10%. Tôi không thể sống quãng đời sau này với tình trạng của một người bán thân bất tội. Tôi muốn nắm chắc 100% tỷ lệ thành công khi bước vào ca mổ. Bất kỳ cuộc phẫu thuật nào cũng không thể dám chắc sẽ thành công 100% được. Còn một điều tôi phải nhắc nhở, anh nên quyết định thời gian để tiến hành ca mổ càng sớm càng tốt. Tôi hiểu rồi. À, có điều này tôi muốn nói rõ với anh. Bình tĩnh của tôi phải được bảo mật tuyệt đối, không để lộ bất kỳ thông tin nào ra ngoài, vì nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cổ phiếu và công việc của tôi hiện nay. Tôi hiểu. Việc này thì anh yên tâm. Nhưng còn cháu Võ, nó là người thân duy nhất của anh mà. Chưa đến lúc, vì tôi còn phải tranh thủ làm nhiều việc trước khi quyết định lên bằng mổ. Tôi không muốn nó lo lắng cho tôi. Anh đừng cho rằng tôi nhiều lời. Tôi xin lặp lại lời khuyên, anh đừng chủ quan về căn bệnh này, nên tranh thủ thời gian sớm nhất. Cảm ơn anh. Coi chừng đó. Con chào ông nội, con mới về. Con chào ba. Ba. Ủa sao giờ này ba chưa đi ngủ? Ba cứ ý chờ tụi con. Ủa, ba có chuyện gì gấp lắm hả ba? Con đưa bé Nam Phương lên phòng ngủ đi. Ba muốn bàn chuyện gia đình với hai đứa tụi con. Dạ. Ừ, mình vô con. Dạ. Dạ, có chuyện gì vậy ba? Sao con thấy ba có vẻ nghiêm trọng quá vậy? Ba muốn tìm má và em của con. Má con? Tại sao bây giờ ba lại có ý định đó? Ờ thì ba nghĩ trước sau gì cũng phải tìm má và em con, để gia đình mình đoàn tụ. Nhưng mà lâu nay ba vẫn tìm mọi người, mà mọi người vẫn bật vô âm tính mà. Chỉ vì lý do tế nhị nên ba chỉ âm thầm tìm kiếm và không có kết quả. Bây giờ ba muốn nhờ đến truyền thông đại chúng
Có thể với mức độ phổ biến rộng rãi và đa phương tiện thì bác con sẽ thấy và liên lạc với ba. Ba làm như vậy con thấy cũng khả thi đó. Nhưng mà quan trọng là má có muốn liên lạc với ba hay không. Ba, con nghĩ là thời gian dài cũng sẽ khiến mọi việc nguôi ngoai. Nếu má thấy được thành ý của ba, chắc má sẽ mềm lòng và cho ba cơ hội. Với lại em trai chắc cũng mong mỏi được gặp ba. Còn nước còn tát, con ủng hộ ba. Vậy sáng mai con sẽ soạn nội dung và liên lạc với các báo đài để đăng tin nha ba. Thôi ba mệt rồi, ba lên phòng nghỉ sớm đi. Chuyện này để ngày mai mình tính tiếp nha ba. Anh sao vậy? Tự nhiên nói một câu làm cho không khí gia đình trở nên căng thẳng như vậy. Em thử nghĩ xem, nếu như má có ý thì tự tìm đến ba rồi, đâu đợi phải làm những chuyện như vậy. Nhưng anh cũng không nên làm tắt hy vọng của ba. Anh nói thiệt nha, má và em của anh không biết là giờ này còn sống hay không nữa. Em cấm anh đó, anh tuyệt đối không được nói cái câu này nữa. Quen miệng mà ba nghe được là chết. Tại không dám nghĩ thôi. Chứ thật ra bây giờ trong thâm tâm của ba cũng nghĩ như vậy. Hơn 20 năm qua, không một dấu vết, không một tin tức dù chỉ là nhỏ nhất. Nếu như mà hai người đã còn sống thì ít ra là cũng phải tìm đến ba chứ, đúng không? Em cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà thôi, mình cứ làm theo ý ba, cho ba vui lòng đi. Anh thấy em hiểu ý ba còn hơn anh nữa. Bởi vì nhiều khi anh cũng cảm thấy ganh tị. Ba thương con dâu còn hơn là con ruột nữa. Đó, lại bắt đầu nói lạc đề rồi đó. Thôi, anh đi tắm đi. Em qua phòng coi con Nam Phương nó ra làm sao. Em về rồi hả? Vô tắm đi, anh pha nước sẵn rồi. Ê, hay là đợi anh bồng vô. Thưa nữ chủ nhân, nô tài sẵn sàng phục vụ từ A tới Z. Come on. Nè. Gì? Anh có nghĩ là tại sao không phải trước hay sao mà ngay đúng lúc này ba lại muốn tìm má và em trai của anh một cách quyết liệt như vậy không? Em còn lấn cấn vụ này hả? Anh nghĩ đơn giản là bởi vì ba cảm thấy ba nhớ má và nó thôi. Người già thì hay hoài niệm về quá khứ vậy mà. Chắc chắn là không chỉ như vậy. Vậy theo em là gì chứ? Có thể còn một nguyên do khác. Thôi, bây giờ em đi tắm cho khỏe đi. Anh chắc chắn có tìm cũng không gặp được đâu. Đi đi. Anh nè, nếu ba tìm được má và em trai của anh thì sao? Nếu vậy thì cũng vui chứ sao. Ba thì gặp được má, còn anh thì biết mặt được thằng em trai thất lạc bấy lâu nay. Ba vui, anh cũng vui. Nói chung là gia đình mình đều vui. Em cũng vui vậy, đúng không? Chắc là gia đình mình sẽ vui và hạnh phúc. Thôi, em đi tắm đi.
Kỳ vậy ta? Chưa gì hết sao tự nhiên thấy mặt không vui vậy? Mà sao tự nhiên ba lại nghĩ đến chuyện này ta? Không lẽ nghĩ vậy để an ủi, lương tâm đỡ cắn rứt? Mà để tìm được họ rồi hả tính? Mà đúng là chuyện lệnh cung trăng còn dễ thực hiện hơn. Bà, hiện giờ bà đang ở đâu? Bà biết kể từng đêm bà bỏ ra đi, đến nay đã hơn 20 năm rồi đó. Tôi và thằng Võ lúc nào cũng mong mỏi và chờ đợi bà quay về. Thằng Võ nay đã lập gia đình và có một đứa con gái. Mình đã là ông nội, bà nội rồi đó bà ơi. Bác sĩ báo tôi cần phải lên bàn mổ vì một khối u trong não. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi, nhưng dù thế nào tôi nhất định phải tìm cho bằng được bà và con trai út để gặp một lần. Đó là tâm nguyện cuối cùng của tôi. Sáng nay con đã cho đăng tin hàng loạt trên các tờ báo lớn và uy tín với kích cỡ lớn. Báo sẽ đăng liên tục trong 3 tháng. Đồng thời, con cũng đăng ký trong mục tìm người thân của 30 đài truyền hình trung ương và địa phương. Họ sẽ bắt đầu phát thông tin vào đêm nay. Con làm tốt lắm. Con còn dự định là tìm thêm các kênh truyền thông khác để bổ sung như báo mạng, các kênh thứ cấp và các phương tiện truyền thông khác. Hy vọng bảy thấy và liên lạc với ba. Dạ thưa ông, có ông luật sư muốn tìm ông. Ừ, cứ cho người đó vào phòng của tôi nha. Dạ. Con cứ tiến hành, nếu cảm thấy có hiệu quả. Dạ, con thấy ba có vẻ mệt, để con ra ngoài pha nước cam cho ba nha. Ba không sao đâu. Mời vào. Con lo việc của mình đi. Dạ. Chào ông. Chào luật sư. Dạ chào. Mời ông ngồi. Dạ. Ê mấy bà, đêm qua mấy bà có xem tivi không vậy? Có chứ, đang tới khúc hay rồi. Tới khúc con vợ nhỏ đánh ghen con vợ lớn rồi. Tức ghê á. Nhìn thấy mặt con vợ nhỏ mà nó ghen ngược á, thấy phát ghét. Tôi đâu có nói đoạn đó đâu. Tôi nói cái đoạn trước quảng cáo kìa. Quảng cáo gì? Thì cái thông tin tìm người thân mà chính xác á là tìm vợ đó nghe. Cái ông tổng giám đốc ở trên Sài Gòn á, ông tìm vợ và con thất lạc hơn 20 năm rồi đó. Ghê chưa? Vậy có hình của bà đó không? Có giống tôi không? Hình trẻ măng à. Ủa, quảng cáo gì? Trời ơi, vậy mà cũng không chịu hiểu nữa. Thì lúc đó bà bỏ nhà đi mới 30 ba mấy chứ nhiêu. Cho nên trong hình còn trẻ lắm. Mà nhìn thấy cũng quen lắm. Không chừng gặp ở đâu rồi đó. Thấy đẹp mà hiền lắm. Vậy cũng tài lanh. Thôi, để coi tối nay phát lại xem coi có phải tìm mình không. Nếu chắc là mình hả, mình sẽ bỏ xưởng kẹo đi lên Sài Gòn làm bà tổng giám đốc luôn. Có cơm rồi, mấy bạn lo đi ăn. Lo nhiều chuyện đắt đói meo râu vậy. Thôi đi, nhanh đi. Đi đi đi. Bụng quá trời rồi. Nhanh lên đi mấy bạn ơi, đi. Lẹ đi bà. Trúc đừng đi. Út cô lấy cơm cho Trúc nè. À không. Em chạy ù về nhà đưa cho bác Dung cái này. Em cũng không có đói lắm. Em đi nha. Trúc. Trúc.
đau thương sâu tận trong lòng này. Hơn thua làm chi đâu, cho thêm hơn ghen thôi. Quên đi ngày xưa kia, quên đi dị vãng đó. Nếu như ngày xưa ấy ta không lầm lỗi, chắc gì ngày hôm nay hạnh phúc mỉm cười. Nhiều năm qua đã cố quên em, mà lòng này càng thêm thương nhớ. Nếu như ngày xưa kia không nói yêu em, chắc bây giờ hạnh phúc cũng đã lỡ ngàn. Cuộc đời ta đâu có bao năm, người yêu ơi, anh yêu em nhiều. Nếu như ngày xưa ấy ta không lầm lỗi, chắc gì ngày hôm nay hạnh phúc mỉm cười. Nhiều năm qua đã cố quên em, mà lòng này càng thêm thương nhớ.